Hello cả nhà ơi, chào cả nhà, mình là Andy nè cả nhà. Bây giờ mình ghé tới cái chỗ này, phở gà nó rất là ngon cả nhà ơi. Ở trên này cái điểm trên Google rất là cao điểm. Thì bữa nay mình ở đây là cỡ 4.7, 4.8 cái ngôi sao ở cả nhà. Thì phở đây rất là nổi tiếng, nhà hàng Việt Nam bán phở gà. Thì mình ghé vô đây mình ăn, bữa nay là chủ nhật, mời cả nhà ăn chung với mình nha. Mình sẽ giới thiệu ở đây là cái gì ngon. Phở gà là rất là ngon ở đây, 100% luôn. Mời cả nhà ăn chung với mình. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà ơi, cái này là phở ca lao này cả nhà. Đó. Phở này, phở đây là ca lao nha, ca đao nha. Nhà hàng Việt Nam nha, rất là ngon. Ở đây vô chỗ này cũng được. Nè phở nè. Phở này là phở da cao, ok. Ở đây là mở 7.000 một tuần ở cái nhà, 9 giờ sáng tới 9 giờ tối nha. Mời cả nhà ăn chung với mình nha. Đó, mình ngồi đây cả nhà ơi. Ở đây là cái menu của họ này cả nhà. Ở đây là phở gà rất là ngon, mình ăn qua một lần rồi, ăn rất là ngon. Gà đi bộ á cả nhà, gà đi bộ á. Thì cái này là cái menu của họ, ăn rất là hấp dẫn ở đây. Đó, phở bò cũng có nên bây giờ này, thấy không? Đó, phở nha, phở 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 cả nhà ăn chung với mình nha. Mình lật qua, ở đây là phở ca đao nha. Đó, có chữ Hoa, có chữ Việt Nam, có chữ Mỹ. Đó, mời cả nhà ăn chung với mình nha. Cái này là menu đó cả nhà. Đó, có cơm gà Hải Nam nữa nè ha, cơm gà Hải Nam rất là hấp dẫn. Ở đây là có một cái menu của đặc biệt của họ luôn đó, người ta chế ra này cả nhà. Đó, đây nè, thấy không, cánh gà chiên cũng có, khoai lang tây chiên cũng có, bò tết tết. Ở đây là nước uống, mời cả nhà nha. Cả nhà ơi, này là phở ca đao nha. Đó, đây là cái nhà hàng này rất là ok cả nhà, rất là phở gà rất là nổi tiếng, ăn rất là ngon. Đó, mời cả nhà nha. Hello cả nhà ơi, này là phở gà của mình ra này nha cả nhà, phở gà đi bộ nha. Cái này là gà đi bộ nha, đó rất là đẹp nha. Ở đây là phở nè, bánh bánh tươi, ở đây một chén nước mắm gừng đó để mình chấm. Đó, phở gà đi bộ,
phở gà đi bộ, đây đây một dĩa rau, giá dĩa rau rất này tô nhỏ nha cả nhà, đó rất là ngon, rất là hấp dẫn. Mời cả nhà, mời cả nhà. Hello cả nhà, chào cả nhà, mình là Andy nè cả nhà ơi. Bữa nay mình tới cái nhà hàng này là phở Kha Dao, đó phở Kha Dao. Thì cái nhà hàng này nó nằm ở trên đường Cầu Monty á cả nhà, ngay cái đường Sengivu với Rosemead, Sengivu với Covey, xin lỗi, Sengivu với Covey. Ở đây là thơm mùi phở lắm nha, đó rất là ngon nha. Đó cái này là bánh tươi nha, phở nha. Đó cái này đó là một cái gà đi bộ là cả nhà, rất là ngon nha. Đó gà đi bộ mình bỏ vô cái phở mà cả nhà. Ở đây là đó, bánh tươi nè cả nhà, bánh tươi nè. Bánh tươi á, à, rất là nóng. Mời cả nhà, mời cả nhà. Ở đây đó là mấy cái gà tươi này cả nhà, à, gà tươi gà đủ bộ quá. À, bỏ giá vô. Mời cả nhà nha. Mình đang coi cái nước lèo có ngon không nha, mời cả nhà nha. Quá ngon. Nước lèo quá ngon cả nhà. Quá ngon. Có giá. Rất là ngon. Vừa ăn. Cái này mình phải bỏ miếng tiêu vô. Cảm ơn đó. Tiêu cả nhà, tiêu. Có tiêu vô cho nó thơm. Rồi bỏ miếng tiêu vô. Mấy cái này là rau của Việt Nam nè cả nhà, rau Việt Nam nè. Bỏ chút rau vô. Thôi, có cái gì đâu. Rau này rau nghe không? Bỏ vô cho nó thơm. Mời cả nhà nha. Ớt, chút ớt vô. Ớt vô, đó. Mời cả nhà, mời cả nhà. Cái nước lèo ở đây rất là ngon. Rất là ngon. Nè. Này nó món gừng nè cả nhà. Nó món gừng, chấm vô nó món gừng nha. Gà đi bộ nha. Chấm vô nó món gừng. Mời cả nhà nha. Nước mắm gừng rất là ngon. Nước mắm á rất là ngon, gừng nó ngon lắm. Ở đây nước mắm gừng rất là ngon, nó ngon ngọt, gừng nhiều ngon. Mời cả nhà. Ngon. Mình là người Hải Nam, mình chuyên môn người Hải Nam á, là chuyên môn con gà Hải Nam nha cả nhà, cơm gà Hải Nam với phở Hải Nam. Mình làm chuyện mình không có ăn ở nhà, mình không có ăn phở gà, mình làm biến ăn ở nhà nóng lắm. Đó mình lâu lâu á mình ăn một tiệm ở đây mình thấy ngon, cái nước lèo ngon thì mình lại đây mình ủng hộ cho cái nhà hàng này phở Kha Dao gì đó. Kha Dao. Tiếng Việt Nam là phở Kha Dao. Xin lỗi mình không biết chữ Việt Nam. Đó, phở Kha Dao. Mình là chuyên môn cơm gà Hải Nam đó cả nhà. Đó, mà mình không có nấu ở nhà thì mình ăn ở đây.
mình không thích ăn gà mà lại đi ổng thử phở Khai Gao. Ở đây gà đi bộ của này ha, thịt trắng nha, thịt trắng nha cả nhà, mà cả nhà nha. Cái thịt nó gà này nó mềm. Gà đi bộ mình chấm vô nước mắm gừng nha cả nhà, ăn phở gà nhất định phải có nước mắm gừng, mời cả nhà nha. Gà ngon, cái thịt nó mềm mềm ngon ngon, thịt nó dai dai. Ngon, nước mắm là rất là ngon. Quan trọng nhất là cái mắm gừng á, nếu mà cái mắm gừng mình ngon á, mình chấm cái gà vô nó ngon á thì nó ngon, nếu mà cái mắm gừng mình nó không ngon á, mình chấm gà ngon vô nó cũng không ngon, nó lạ vậy đó. Gà này chắc tươi nha, thật chắc, thật chắc. Gà đi bộ á, mời cả nhà nha. Ở nhà đây cũng ok nha cả nhà. Nó có cái mùi gà, nó có cái người ta nấu á, nó có cái mùi gà. Biết nấu cơm gà Hải Nam mà mình không bao giờ mình ăn ở nhà, không bao giờ ăn ở nhà, ăn ở tiệm không à. Hải Nam, mình là người Hải Nam chính thống,
nấu cơm gà Hải Nam với phở gà Hải Nam chính cống nha. Mình mở nhà hàng á hả, mở cơm gà Hải Nam nhà hàng á chắc mình hốt bạc cả nhà, hốt bạc á. Chanh muốn đá lạnh phải bỏ chanh vô cho nó giết hết cái dây trùng ở trong nước lạnh. Khó ăn già, giờ đi bổ mà cái da nó vàng vàng á, khó ăn cái da lắm cái nhà. Mình không khó ăn cái thịt, khó ăn cái da, nó lạ gì lắm. Nước mắm nó quá ngon. Thì mình đánh điểm cái tô phở gà này luôn. Phở gà bánh tươi. Một á, là dở nhất, một ngôi sao là dở nhất, năm ngôi sao là ngon nhất. Tô này á, ở khoảng 3.8, 3.5 với 3.8. Nước lèo nó ok. Mắm ngon. Mắm ngon. Ở đây gà, cho gà rất là nhiều. Tô nhỏ này cũng no cái nha. Cô chú bác, anh chị em, mời cả nhà nha, mời chú bác nha. Nhưng mà mình bị cảm á, bị cảm á, mình ăn lại đây mình ăn cái phở gà nóng vô á là cũng đỡ cảm á, đỡ bệnh á cả nhà, hết bệnh á. Thì cái nước lèo á nó nóng mà mình ăn vô mình đổ mồ hôi ra đó thì nó hết bệnh, mình khỏe lại. Bỏ nhiều tiêu vô cả nhà, nếu mà cả nhà chưa ăn phở Kadao ở đây á cả nhà, ở thành phố Đồng Anh chị á, mình sẽ để cái địa chỉ xuống, cái nhà lại ủng hộ ăn thử đi, ăn phở gà hủ tiếu đi cả nhà, rất là ngon. Ở đây phở rất là, nước mắm rất là ngon. Mình đánh điểm á 3.8 là cao nhất cho cả nhà. Vậy mình hồi giờ mình chưa đánh điểm cao vậy. Rồi với ông chủ ở đây á, trẻ rất là chịu chơi, rất là ok. Ảnh ảnh đàng hoàng lắm. Mình cũng khoái ảnh lắm. Gà đây á, người ta cho nhà hàng này cho rất là nhiều, làm có kẹo. Bởi vậy cái nhà lại ăn ủng hộ nhà hàng này đi, ăn phở gà rất là ok, rất là ngon. Gà rất là tươi. Mời.
ngon quá. Đây ăn ngon, khách nó vô nhiều cả nhà. Thịt gà người ta cho rất là nhiều, người ta cũng cho nhiều lắm á, không phải là 3-4 miếng đâu cả nhà, cho rất là nhiều. Chấm nó mắm gừng, mắm gừng thì ăn ngon, cái gì cũng ngon đó. Bữa nay á ngoài trời á rất là nóng. No không cả nhà? Ăn một tô nhỏ gì á thịt rất là nhiều, ăn rất là no. Bánh phở rất là tươi. Nước mắm rất là ngon. Trong này có máy lạnh nữa. Trong này có máy lạnh nữa đó nha. Mát. Ok, cái súp vô nó khỏe con người. Thì mình bán xe Mỹ đó cả nhà. Bán xe Ford Mỹ á, thì này mình làm á, ở bình nóng á, rất là nó làm cho mình nóng với đổ mồ hôi với mệt, nó làm cho mình mệt á. Thì mình uống cái nước lèo này, cái súp này vô nó cũng khỏe con người, nó đỡ đỡ đó cả nhà.
rất là ngon nha. Ăn cái tô nhỏ rất là no. Thịt gà người ta cho rất là nhiều. No quá bể bụng. Gán uống hết mấy cái nước này mà luôn. Ngon ha. Kada nha. Cái nhà lại ủng hộ cái nhà hàng này nha, mình để cái địa chỉ xuống. Cái nhà lại ăn thử đi. Ủng hộ đi. Rồi cái nhà ơi, ủng hộ mình nha. Bấm cái chữ subscribe. Cái chữ subscribe tiếng Mỹ á, subscribe. Rồi share cái video mình cho bạn bè, gia đình của nhà xem nha. Coi nha. Coi dán coi hết cái video luôn nha cả nhà. Đừng có coi 2-3 phút rồi cái tắt rồi cho quay qua nhanh, đừng có làm vậy kệ mình không có điểm. YouTube nó không cho mình điểm, cả nhà bây giờ cũng nhà ủng hộ mình đi. Nếu mà cả nhà chưa bấm cái chữ subscribe rồi share cái video mình cho gia đình bạn bè của nhà xem nha. Bấm cái chữ subscribe bây giờ đi cả nhà. Bấm đi, cái chữ dài nó chữ tiếng Mỹ đó. Tiếng Mỹ nó kêu bằng subscribe. Ok. Rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem nha. Ở Việt Nam với bên Mỹ, bên Canada với bên India ủng hộ mình nha. Bấm cái chữ subscribe nha, rồi coi hết cái video luôn nha. Đừng có coi 2 phút rồi tắt rồi mình không có để. Ủng hộ mình đi cả nhà. Rồi cái nhà mình sẽ để cái video lên TikTok với Instagram. Cái nhà coi xong nó chạy ra vô cái YouTube của mình, cái kênh của mình nó kêu bằng Andy Ngô Cuộc Sống Mỹ 2716. Một lần nữa, Andy Ngô Cuộc Sống Mỹ 2716. Đó là YouTube cái kênh của mình á. Coi cả nhà coi xong Instagram thôi, là coi TikTok á, thì ra vô cái YouTube của mình kiếm mình á, là Andy Ngô Cuộc Sống Mỹ 2716. Rồi bấm cái chữ subscribe. Rồi share cái video mình cho bạn bè cả nhà xem nha. Coi hết cái video luôn nha, đừng có coi đó xong rồi tắt nha, đừng có coi nha. Gán coi hết cái video luôn. Để cho YouTube cho mình điểm á nha. Một cái điểm. Cảm ơn cả nhà. I love you cả nhà. Bye bye cả nhà. Cảm ơn. Hẹn bữa sau video tiếp theo. Chào tạm biệt ha. Miếng chanh trong này rất là khỏe. Chào tạm biệt nha. Hẹn video bữa sau tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn xem cái video của Andy nha. Andy Ngô nha. Bye bye. Nè cả nhà, ăn hết rồi nè cả nhà. Ăn hết rồi, để mình quay cái nhà hàng cho cái nhà hàng coi. Đó, nhà hàng này rất là ok. Ăn rất là ngon, phở rất là ngon. Mời cả nhà. Chào tạm biệt nha cả nhà, bye bye nha. Hẹn video bữa sau tiếp theo. Bye bye cả nhà, chào tạm biệt nha. Hẹn video bữa sau tiếp theo nha. Cảm ơn xem video của Andy nha. Bye bye nha, bye bye. Love you, bye bye.